Chúng ta biết là phía sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ. Và các bạn vừa gặp một người anh hùng. Vậy phía sau của người anh hùng của chúng ta là ai? Xin giới thiệu với các bạn. Đây là một người phụ nữ rất là tảo tần. Và trong những ngày mà bác Bông đi chiến đấu thì chắc chắn là người phụ nữ ở quê một mình nuôi con. Thưa bác, bác có thể chia sẻ những vất vả của bác trong cái giai đoạn mà bác Bông đang tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và bác ở nhà. Thì em chúc mừng các anh là ngày anh đang đi chiến trường thì em ở nhà ba đứa con nhỏ với hai ông bà già, thì đúng là thật là khó khăn vô cùng tận. Làm ruộng thì không được thu hoạch và đi đuổi giống, rồi đến mùa họ vẫn là đòi lúa giống đó cô, đến mức độ nữa là em phải đi xin bà ngoại lúa để trả cho họ lúa giống đó, còn nhà không được họ thu hoạch mua. Nhưng em đúng là ở nhà thật là ông hết sức tỉnh táo để nuôi con với chăm ông bà dạy, thật đúng là chưa từng có. Đến chợ ám cứ nói là đúng là đời chạy khổ lắm, khổ lắm, nhưng chờ em chờ được tí sung sướng rồi lại cứ nay ốm mài đào, đúng là riêng chứ không là cứ vui chí lại chờ chạy thì biếu khỉa chứ ra mà cứ càng ngày càng khô đi. Chờ nó em đủ thứ bệnh đó, cảm thương hàn này, mắt thì hư một mắt vậy này, rồi chờ lại viêm phế quản mãn tính này, chả còn thiếu một cái bệnh gì nữa. Đúng là ngày em nghĩ chưa từng thật, chưa từng khổ đi đời, chưa đúng là thật là em nghĩ đi chứ thật là chồng đi bộ đội mà con cái thì đông, ông bà thì già, nghĩ lúc chờ mình không vượt khó khăn thì cũng không được. Đúng là em đi hết xa hết gần đi kiếm về để nuôi con, đúng là nuôi hai ông bà già đó, chứ không phải là ba đứa con được hai ông bà già. Ngày đấy thì ngoài cái làm ruộng ra thì bác còn làm thêm cái gì nữa không? Em thì đủ kiểu, đi dặm, đi bỏ cua bắt ốc, rồi đi chợ xa chợ gần, Nghĩa Đàn Nam Định, Nghĩa Đàn Nghệ An là em đi hết. Đi mua chạy tính, đi một ngày một đêm đi bán nón, mua nón ở đây đi bán trên chợ Bông, chợ Mãi trên đây rồi. Đi đến từ quả đêm đi tàu đêm sáng đến chợ bán nón xong về mà chị tính được 3 cân cái sắn nạo nè. Với lại đi cho quân mỗi anh mỗi đứa một cái củ một quả dưới gai. Ô chả nuôi bị chạy là mừng cuốn lên mà chứ nghệ thương quân nhà chợ nghệ cứ thương quân. Chờ mẹ mãi 3 giờ sáng người tàu về chạy. Mỗi đứa quả dài cho mùa đến đấy mừng cuốn lên chạy. Đúng là yêu nghệ thật đúng là. Bà em mà quản lúc mô nói chuyện đó là bà em cứ khóc chứ nghĩ khổ. Nghĩ cả ngày trước cũng cục ra. Còn mẹ em cũng khổ mà lúc còn thi thường xuyên là bố mẹ lại chết cả. Anh có hay về không chị? Anh ít về lắm. Mẹ anh lại về, nhưng về đúng là mỗi khi về anh về đi đeo gạo về thì cái đầu tiên thì đeo gạo về đi tàu nhảy tàu mà tàu nhanh nó vậy nhảy mà cái áo bộ đội ngày xưa mà đem rách toạc đây vậy này mai mà sống suốt cho đến sau anh về hưu về viết đại tướng là ở nhà là cũng có gạo bình thường nữa đi anh lại vui thôi đeo gạo làm gì lấy phiếu về chị tính mua cái cua gần đây này. Thì lấy toàn là cái sắn là hưu ngày xưa nó vậy ô cha anh đúng là ngấy lại vui đi chứ phần nào muốn đúng là anh đã cũng khổ thơ thay với nhà ta mẹ đúng là đi lên bộ đội mà anh chồng về đi ăn trên nạo thì về đâm rồi mà ăn mùi khuấy đúng là thật em nuôi vui thật là nhảy nhảy đời anh cũng khổ mà về gia đình lại càng khổ lây với nhà đình luôn đúng là. Anh chưa được tí một sung sướng mua vậy rồi đến chờ về đó lại bị bệnh như gì này chờ hết thải đi đến thải tê này em cứ nghe ai nói giới thiệu mua là em đi chữa ra anh bằng được nhưng mà đúng là cố tình chữa lắm là cuối cùng có gì là được lắm rồi đấy chứ nhiều người đi không nổi thì cái chờ này chứ vũ gia nhiều người còn phía tua bạo nữa mà bị cái bệnh nên không đi được mà chờ anh đi đến ta còn khen đó khen đó là ông giỏi hơn mọi người đó. Khi mà anh được phong anh hùng thì chị thấy thế nào? Em cảm thấy sung sướng không chạy nước mắt rồi đấy yeah. không như từ ở nhà thì em nói chạy ở nhà đi này ở nhà em lại cứ ồn là người ta anh Bông chết rồi đó là có thằng cháu làm ở thành phố rồi hắn về nói với cái người anh đi này ở đi tê là ở nhà em ở bên đi mà anh ở nhà đây nó tội với anh này cậu thôi thì chờ không may mà đến khi mà cậu Bông có hy sinh nhá thì mợ có đi lấy chồng thì cứ một năm là cậu kỷ niệm cho mợ cái nuốt ấy cũng thương mợ thật đó. Đúng là cũng không ai được như mợ anh lại nói chuyện với cái người anh như cậu cả trước rồi cậu trước sau
lên có xe về đưa đi, đưa em với ông đi, thì bắt đầu lên đưa xe về nhà, ở nhà là cứ nói với bà cũng đi. Ừ, đó là tại anh nó chết rồi, còn chờ là đưa về, đưa xa, đưa ông bà với chạy lên để nhận xác. Ừ, bà ở nhà bà lại nghe nói nữa. Thôi đi bà 4 ngày về, đi cả đi về là 1 tuần. Ở nhà là bà nóng ruột lắm, bà cứ với con này. Mẹ đúng là mẹ chả ngủ được, thứ bữa con ông bà bố con đi nhờ mẹ chả ngủ được, nó cứ bữa là lên đi nhận xác thằng bông nó con. Mẹ ông không biết đào đuôi ra. Đúng là thật, đúng đến ngày 100% là áo nói là anh chết chứ không còn sống. Sư cái anh cả anh thứ hai anh cứ đúng là đến ngày đi về anh tao ở nhà tao với bữa với Văn đang ngồi nói chuyện thôi không mài chú hy sinh đi chứ năm anh chỉ niệm thêm cái luôn. Ngại em nghĩ đúng là đời gian nan thật. Em thế xong tháng tờ là bác tôi kể vẫn... tiếp đến cái đoạn mà nghe tin thế rồi em mới đi lên đơn vị chứ em đi lên đơn vị thì em lên anh nó có biết rồi mà em đi lên bữa chiều nay này đi đến sớm mai mới gặp được anh đó ở ngoài Hà Nội về em lên đơn vị mà anh ấy là chia đưa ra đơn ra Hà Nội đi báo cáo rồi đến sáng mai anh mới lên sáng mai lên thì lên chứ biết là thấy em vi bố đến rồi mới khóc. Mà các em lên đó cũng không biết đảo đuôi răng. Các em cũng đúng là lên đến nữa nhưng mà em cũng cứ nghệ khôn ít nghệ dài nhiều. Thế là lên thế là các anh cứ vô được rồi bố với ông với cô chứ ngồi chị ngồi đây rồi anh đang đi về Hà Nội đi báo cáo. Mà em nghĩ trong bụng không có thật hay không. Thế ông bố lại vui chứ. Này tôi hỏi các anh này cũng chả biết ra nó mà hỏi các anh có thật hay là các anh nói lừa nói dối ông bố quần mà tôi. Thế bố ơi các con không nói dối đâu anh đang về Hà Nội đi báo cáo đó. Đi báo cáo anh, báo cáo chiến dịch anh vừa đánh vừa rồi chứ các quân không lừa đâu. Anh đang còn chứ không lừa, các anh mà không vai như thình các quân không dám đem bố lên đây. Chứ rồi cuối cùng là cái tin nó vậy. À tức là đơn vị cho người đón. Vâng, cho người về đón đi em đi anh. Đón bố và vợ. Vâng, lên ở trên mấy ngày mà. Vâng. Thế xong rồi là cái ở xã, ở đơn vị, ở địa phương nhà mình ấy. Thì có tổ chức cái lễ đón danh hiệu anh hùng của bác không? Bà đến sau rồi anh về rồi mới đón, một năm sau mới đón một giờ. Ở nhà tổ chức đón nhé. Bây giờ ở trên đơn vị huyện với lại xã tổ chức đón. Đón nơi xã, còn anh nó ở trên đơn vị. Thế lúc mà báo cái tin đó thì bác thấy thế nào? Thì lúc báo tin đó thì em đúng là thật cảm thấy mừng lắm, mưa nó mừng này nữa luôn. Tại sao lại lo? Mừng thì rõ. Mừng thì rõ nhưng mà cũng nhiều cái lo như vậy nói như nè. Những ngày đúng là thật là yêu nghệ cũng vất vả lắm. Nhưng đến khi mà chính thức là gặp được anh là em mới phấn khởi nè. Chứ còn không là em cũng chả biết chắc vô mùa cả. Thế là gặp vâng. Được thì thấy mừng hơn vâng. Là được phong anh vâng. Mừng vâng. không thư không chịu từ gì hết cho nên là đang thư chứ có điện thoại như có vậy điện đó. Thoại như chở mô ở nhà là cứ cho mô cứ 100% là anh bông không quản đi cho mô áo nói cả cả tên ngoại nhà em cũng nghe nói này cũng nghe nói là em lên là em vua còn là chứ nghe nói vùng bông chết mất rồi phụ tôi cũng nói chờ nói trưởng nói chứ có việc gì mẹ đúng là rơi được mấy bữa sau đó là em về em điên xe đi xe lên đến đơn vị đấy. Nghĩa là người ta về người ta đón mình hay là mình tự đi? Một chị đơn vị về đưa đi rồi người ta ví ổn là lên đi nhận xác. À, tức là đơn vị đón đi. Vâng, đón đem đi. Ví vợ ông đi, thế là người ta ví ổn là đây là chia đưa về đi. Vợ với bố lên đi nhận xác, anh chết rồi, rứa nè. Để tính ngại đúng là thật là... Sau khi mà bác Bông ra quân ấy thì bác thấy thế nào? Anh về hiu à? Vâng. Dạ. Đến khi anh mà yêu là cảm thấy đúng là cũng sướng thật đó. Nhưng mà em thì sướng nhưng mà anh lại vất vả. Tại sao? Vì là anh về nhà thì đúng là nhìn mọi việc là đến anh cả cho nên là anh nó vất vả thật. Đi thì cảm thấy sướng. Đi đánh nhau mà sướng nào? Không đến ngày không đánh nhau nữa không đánh nhau nữa. Em biết chứ đến khi sung sướng thì bố lại vất vả thêm. Ở đơn vị thì bố lại kể đừng thi. Ở quê mình thì những cái năm 90 đấy thì là rất là vất vả. Ồ vâng. Trời, đúng là phải nói nội quê em đúng là quê đầy gian nan luôn đấy. Đúng là vất vả chưa từng có. Chị tính mà đi buôn khoai mà cái củ tua thì bán mà cứ loại bằng nay luộc ăn này chị tính là sướng. Thế từ bao giờ thì là mình là hết khổ hả bác?
mới khổ được giam năm nay chứ mấy chị. Vâng, tự nhiên làm sao mà lại hết được khổ ạ? Sao là cuốn lớn rồi làm ruộng là có thu hoạch, mùa có thu hoạch được là biết và đỡ vất đấy chị. Tại cái sao còn... trước đây lại không có thu hoạch ạ? Chứ mưa bão luôn, cái mùa đi này, mưa như rứa chạy vô lở đi tê đấy là coi như là lũ xét. Trỏ lúc lúa bắt đầu trỏ ri đấy là coi như là mưa lụt đấy là bão là đánh rập hết rồi. Thế bây giờ cũng mưa mà lại không lụt là sao? Năm nay là nước cứ mưa xong là nước tháo chảy luôn. Như vậy có phải là do cái thủy lợi của mình nó tốt? Vâng, cái sông Hoàng ạ, cái sông Hoàng làm được là cái ngày nó được mùa, từ ngày nuôi ạ, dân mới nuôi ạ. Tức là từ khi vâng. mình đào cái sông vâng. Hoàng từ sông ngày Lý. Đào sông Hoàng vâng sông Lý đúng không vâng. ạ sông Hoàng sông Lý đúng chứ rồi. Còn trước đó là làm là chứ có làm không còn chả được ăn gì từ ngày giờ đó là đi kha dần cả dần liền cái sông Hoàng sông Lý thì là cái ngày sông Hoàng sông Lý em muốn đi làm hết á vâng. làm từ đào đến đuôi là dân mình là cũng tham gia làm vâng dân và cũng bây làm. Giờ là được chịu được hưởng làm rước cũng đáng vâng. cho nên là cái ông nói chuyện với nhau chứ đi làm cái đi đúng là cũng đáng thật cho nên chờ mình được sung sướng đừng tí cũng đáng nhưng hồi làm vất vả bác nhỉ vâng những ngày làm vất vả lắm cơm đầm cơm đắm đúng lệ còn mang cơ phải gạo nhà chứ không gạo thì trên chua nhưng mà về ăn cơm xong rồi ăn cơm ở ngoài ngoài bán ạ ngoài về đi làm bây giờ thì là cuộc sống là không riêng nhà mình tốt hơn đúng không ạ vâng, cả mọi nhà đều tốt hết dạ. chờ tất cả là đều khá hết kinh tế bây giờ là nói chung thì những kinh cái nhà tế. Nghèo nhất có khi cũng gần bằng nhà giàu chờ ông đàng hoàng rồi bây giờ là nhà nghèo nhất bà bác cái nhà cô này chờ nó cái nhà mà nghèo nhất ạ tết lại ăn tết tua hơn nhà giàu nói với cô là đầy đủ nhà nước lo đầy đủ hết mà chả thiếu chi nữa. Cô nghèo chị họ nghèo nhà nước lo đầy đủ hết chả thiếu chi cả nhưng mình lại phải cố là mà làm mà lua là quốc đến tết là với cố để ăn được với đàm hòa được nhưng mà đây họ không cần làm mà họ cứ đầy đủ hết thế thì liệu có khi nào họ lại phấn đấu để thành hộ nghèo không hả bác để kiếm ra đi nói đùa với nhau à. mà đùa mà thật đó cô ạ đùa là mà thật đấy chứ đó bây giờ em thấy là cái hình như là cái tiêu chí nghèo cũng nâng cao hơn đúng không vâng ngày trước nghèo là nghèo hơn còn bây giờ là nghèo cũng nâng cao tiêu vâng. chí nghèo là cũng không còn nói tóm lại đây chờ không còn ai họ nghèo nghèo nhưng họ nghèo chờ họ lại được họ nghèo họ lại sướng hơn cái nhà cố rồi đó. Cái nhà mà tạm đủ ăn nó chờ là thua với cái nhà mà hộ nghèo nó chờ vẫn hơn đó. Yeah. Bác ơi mình đây là nông thôn đúng không anh yeah, ạ? Nông thôn vâng. Nông thôn thì cái mình có được là cái nông thôn mới không ạ? Có ạ. Đây là thôn là được chứ. Đây được văn hóa chứ. Đây được là văn thôn văn hóa mới đó. Vâng, văn hóa mới rồi nhưng mà nông thôn mới cái tiêu chuẩn mới kia được. Được không hả bác? À, chưa. Cái đó là chưa có ạ. Thế mà em đi vào đây em thấy toàn đường bê tông. Toàn đường bê tông nhưng mà cũng chín chỉ tiêu mà đang còn mấy chỉ tiêu nữa mà chín chỉ tiêu nó những mười mấy vâng mười mấy chỉ tiêu còn chờ đây là đường xá là đàng hoàng hết chỗ mô cũng được ngoan ngách vừa làm hết đi thì sướng các nơi đến đây nó cứ khen nha đúng là đến cái trường đường giang đúng là sướng đi chỗ mô khẩu mất 500 mỗi sạch sẽ lắm đi chỗ mô ngoan ngách gì là sạch sẽ hết chứ không có các nơi gì có đường chính thôi cô ạ vâng. Còn đường trẻ là ngay như thế ở Bến Sơn cái hôm em đi ra lên đơn vị và với anh ấy, nó anh bạn vô đó chơi yeah. nhà vô ngõ ngách chứ đang còn đường đất mà yeah. chứ không phải là đường bê tông thế em phải nói mình vào mua đúng người ta mới sướng nhỉ ta đường bê tông ngõ ngách chỉ là làm hết ừ, tiếng là thị xã Bến Sơn nhưng mà cũng đang còn đường đất ngoài sướng ra còn thấy tự hào nữa đúng không bác ơi bác cho em hỏi là hai bác có đảng viên cả không chắc không quên mà cho ông rồi bác được không không ừ, bác nguyên cứ nuôi dạy con cái rồi chăm sóc bố mẹ chồng và tốt rồi tham gia này kia thứ ở đơn vị thế em thấy cũng rất là xứng đáng rồi đấy bác Bông bây giờ có tham gia sinh hoạt chi bộ chứ bác nhỉ hay là tôi nghĩ thông tin vậy ha bác mới anh mới nghĩ đây này đi lại không được đi hoặc cứ họp đêm nè vì nói tóm lại là tuổi đời cũng cao rồi 73 rồi 73 tuổi rồi anh đây nè đi rồi ít đi thì sống được lâu được nhờ vợ con được nhờ nói với cô chứ mà đi không mai vấp một cái bổ thì thôi chứ xong đó cũng chả ai biết đứa là mù năm nay tôi 47 tuổi đảng rồi 47 tuổi đảng vâng ngày xưa mà mỗi lần bác trai về bác gái lo tiền để đưa cho bác trai đi ô tôi lo tiền để đem đi
Lùa tiền thì về nhà báo cáo anh về này đưa cho em số, đưa cho em 200, bây giờ bữa đi trả còn chu mô. Tức là tôi đi là tôi định là đây ra đến chỗ đơn vị là hết khoảng độ như 10.000 thì tôi lại giữ lấy khoảng 15.000 tôi để đó, còn đâu tôi đưa cho nhà mua để ngày thua làm ai nó bắt đầu mà. Khó quá thì tôi bảo tôi mới tính rồi tôi mới bỏ bớt ra lại lại ăn bớt đi đi tàu lấy tiền đi tàu vâng vâng đấy khi mà bác đó là bác quân hàm gì hả bác? Lúc bây giờ quân hàm thú úy. Chú ý là có lương rồi nhỉ? Có lương rồi, lương cái ngày đó là đóng ấy thì lương thấp lắm, thường cứ anh về hưu là mà lương có 200 cô ạ. Được về hưu mà lương có 200 bạc mà. Nó 200 bạc cái ngày nó đang được 3-4 tạ lúa. Gần 4 tạ lúa, lúa 30. Xong bây giờ lương cao vậy đó. Tăng gần á. À tức là họ điều chỉnh. Họ điều chỉnh tăng á. Những ngày về có 200 bạc cô. Em hỏi tí không gì lắm nhưng mà anh Hùng thì có được là anh Hùng được 1.1 á. 1.1 cả anh Hùng nó là mới được đấy. À tức là hàng tháng là được. Vâng. Hàng tháng là được thêm 1.1 À, hàng tháng là riêng cái anh Hùng là được 1.1 Tức là người ta gọi là tiền tiếp khách. Tiền nhà nước. Không phải là tiền lương. À đó là tiền nhà nước. Thế mà hôm nay chúng em ăn cơm ở đây là mất mấy tháng tiếp khách. Riêng với tôi vô tôi nói anh là đối tôi vô thì hôm nay là toàn là ăn cơm là móm. Móm cái gì chả có thợ gì cái chuyện đó. Mà cáo thật đi anh. Nói với cô là vô tư thôi nè, gà nhà nè, các thứ đều ở nhà cô hết, chứ không phải đi mua cô, các cô với anh đây mời với anh bữa cơm cho vui. Cũng chả mấy gì về đây, thật đấy chứ. Gà trong chuồng là không mới mua bán gì cả nè. Gà kêu có phát là cơm ăn luôn. Vâng. Em rất là cảm ơn hai bác. Vâng. Nếu như mà thì mấy khi mà ở đây ở ăn với vợ chồng bữa cơm cho vui. Và đặc biệt là mà không thì lấy bia lấy nước ngọt uống cho cô nghe. Thôi thôi ạ. Thì lấy cái thứ đây uống cho vui chứ chi phải về đây mà chắc là không uống được bằng nước. Vợ anh Hùng rất anh Hùng là uống không phải rồi ạ. Chứ cô nghe lấy đây. Lấy nước ngọt, lấy bia, thích cái chị vô trong, thích nước mát thì vô trong tủ lấy.